Cuối cùng thì SEO Việt Nam cũng đã cập bến tại Hồng Sơn GK. Săn mãi với được con hàng còn mới như này để làm clip cho anh em xem đấy. Còn cả túi cho anh em nào muốn sưu tầm luôn. Phiên bản này thì là phiên bản đặc biệt của SEO thiết kế riêng cho Việt Nam thôi, chứ cũng không hẳn là một phiên bản cao cấp. Con này thì mới test bóng sơ sơ thôi, chưa thực chiến luôn. Cổ tay thì bị dính ID, nhưng mà mình nghĩ nó cũng không ảnh hưởng đến giá trị của một con hàng limited đâu. Với thiết kế đặc biệt dành cho anh em thị trường Việt Nam, tông màu cờ đỏ sao vàng làm điểm nhấn. Còn về phần backhand thì vẫn sử dụng chất liệu latex. Hai cánh cổ tay dạng một vòng, hai điểm dán và cũng là bằng chất liệu latex luôn. Về phần mặt bút thì dòng này chỉ là dòng tầm trung của SEO thôi, sử dụng mặt bút Edition Opti Ribbon và cũng là một dòng bút chơi cực kỳ tốt cho trời mưa. Cảm giác của dòng này thì form nó hơi to một chút, anh em sẽ phải hạ tầm khoảng 0.5 size thì sẽ là ok nhất. Bình thường mình đi size 9 thì đôi này mình chỉ đi khoảng 8.5 thôi, và mình cảm giác cái ngón cái nó hơi to một chút. Với cái kiểu ngón x ban cut của dòng này thì cái diện tích tiếp xúc bóng rất là to luôn. Giá niên yết của đôi này khoảng tầm 1.650.000. Để mà thực chiến thì mình chưa trải nghiệm, còn để mà cảm nhận chất lượng thì mình thấy khá là ổn trong phân khúc giá tiền. Nó chỉ là dòng tầm trung của SEO thôi anh em nhé. Hiện tại thì đôi này không còn sản xuất nữa rồi và cực kỳ hiếm. Còn đôi trong clip của mình là size 8.5, giờ thì chưa muốn bán, còn khi nào được giá thì tính sau. Ngoài ra thì mình còn những dòng top end size 8-9 giá cực kỳ tốt cho anh em trải nghiệm. Anh em cần thì có thể liên hệ mình nhé.